Chào buổi sáng cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là một buổi sáng chớm vào đầu mùa thu. Anh Thành đang chuẩn bị dọn dẹp lại cái sân cỏ ở phía trước nhà để chuẩn bị vô mùa thu rồi tới mùa đông đó. Thì thường tới khi mùa đông mà cỏ nó chết vàng hết đó, thì chắc là anh phải cắt thêm một đợt nữa đó. Mùa thu thì thời tiết nó cũng có ngày ấm, ngày se se lạnh thôi chứ cũng không có lạnh gắt lắm, nên là cỏ nó cũng có thể nó vẫn còn mọc cao lên. Anh Thành thì anh cắt cỏ, còn Thư thì Thư nấu nồi bún riêu. Sáng nay cả gia đình Thư sẽ ăn bún riêu. Hai mẹ con dắt xe đạp ra ngoài trước nhà đó, có con đường buổi sáng sớm mà cũng vắng xe lắm. Hai mẹ con đạp xe đạp buổi sáng, nhớ nhìn thở không khí trong lành. Anh Bảo thì đang làm online, học ở trên online á. Chưa thấy Hi đạp xe giỏi không? Thì anh Bảo học xong rồi, xong một lớp rồi, bây giờ anh Bảo đi ra ngoài đạp xe đạp chung với lại Huy. Huy thì online làm lúc nào cũng được, không có bắt buộc cái giờ giấc. Ở nước Mỹ thì cũng rất là bình yên cô chú anh chị và các bạn. Đạp xe xong rồi bây giờ mình đi ra sau vườn, mình sẽ đi hái một ít rau gia vị vô ăn bún riêu ha. Huy hôm nay con cắt sâu dữ vậy, con cắt trên này thôi. Phụ mẹ cắt rau, rau này là rau kinh giới đó cô chú anh chị. Hôm nay nhà mình ăn bún riêu, cái cành non non đây nè con. Cắt sát xuống dưới chút. Con cầm cái kéo sao kỳ vậy Huy? Con cầm cái... Này cây này nè con. Cây này. Con cầm cái kéo sao? Đây mẹ chỉ. Cầm vài. Ok. Ok. Hai cành này đi con. Đó phải không? Đó, mình hái hết mấy cái rau thơm với lại cái rau húng lủi vô. Ăn với bún riêu phải có mấy cái rau này nữa nó mới thơm, nó mới ngon. Rồi, bao nhiêu đây đủ rồi. Mình đi vô trong nhà mình chuẩn bị ăn bún riêu thôi. Đây là cái nồi bún riêu nè, Thư nấu từ sáng tới giờ đó. Thư nấu bún riêu thì Thư hay bỏ thêm huyết á, tiết heo á. Rồi Thư bỏ thêm đậu hũ nữa. Anh Thành thì anh thích ăn đậu hũ với lại giò heo ha. Thì mỗi nơi ăn mỗi khác, nhà Thư thì hay thích ăn như vậy. Quay, kết thúc. Hello, hello, chào cô chú. Gia đình Thư ăn bún riêu đây. Ăn bún riêu buổi sáng, cuối tuần cô chú anh chị. Anh Thành anh mới cắt cỏ xong, anh tắm rửa xong rồi. Thư đây, Thư chuẩn bị nồi bún riêu. Ra hái rau nè, có các rau gia vị ở ngoài vườn. Vắt thêm miếng chanh. Bảo với Huy thì không có ăn được bún riêu cho nên Bảo với Huy ăn cái bánh canh. Bánh canh giò heo á, Thư nấu cũng chung với cái nước nấu bún riêu luôn, nhưng mà cho thêm trứng á, trứng cút vô, hai đứa thích ăn như vậy á. Chứ ăn mà lại nước miếng ức ức rồi. Có thêm chén nước mắm ớt nữa. Rồi hai vợ chồng Thư uống mỗi người ly rau má. Rau má hái ở ngoài ngoài cái hồ cá ở đây nè. Vô xay uống cho mát anh ha. Thôi cục ly cái cho sung đi nè. Ok rồi, cục ly cái nha. Uống rồi. Cái nè. Sáng sớm uống nước cho nó mát nè. Chữ thì uống canh cho thấy nhớ đổ sang không. Rồi, hai đứa chào cô chú chưa? Hả? Hai đứa chào chưa? Chào cô chú. Ai, bún riêu. Mời cô chú anh chị ăn ha. Mời cả nhà ăn nha. Mời cả nhà ăn bún riêu nè. Sáng sớm. Nó làm quá là nhà mình cũng không ăn bún riêu ha. Sáng sớm làm tô bún riêu giống bên Việt Nam quá. Hôm nay trời mát dễ sợ luôn. Hôm nay nó là
ông nói mát mát, ông quên mình chạy xe đạp mà nó hết mát rồi. Vẫn còn mát nè, tự mình mới chạy xe đạp xong á, mình nắng trong người mình thôi chứ. Anh Thành, anh tranh thủ để anh đi ra, anh mở tiệm á, cô chú anh chị. Còn Thư thì ăn xong rồi, Thư mấy mẹ con tàn tàn à, rửa chén, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa rồi Thư mới đi sau. Rồi, chấm anh thử cục mọc coi. Cục mọc cũng sẽ ổng làm nhanh nè. Cho ngon. Kinh nước cho thơm nó ngon. Tạo đào chứ. Nghe nó ngon. Ngon không? Anh canh còn ngon chưa? Anh tém mà có một tô bún hay một tô phở gì đó. Anh nóng mãi ngon anh không? Có nhiều rồi quá. Rồi đâu đã có đâu con. Con nào đâu mà đã nhiều rồi. Nó có một rồi leo trên cái gì leo cái chỉ có một cái. Đấy một con này hả? Tí nữa một bầy nó về chứ không? Ngon quá. Gió siêu siêu. Miếng ớt nè. Mai trời mát dễ sợ. Ai tự cái trứng cùi vậy? Thì sao? Nó vậy chứ. Phi không thích trứng đó hả? Nó vậy chứ có ai làm bể nó đâu. Phi không thích hả? Nhưng mà ăn hộp cho. Nó khuyết vô, nó tưởng đâu là ai em. Hay ăn hồi đó hả? Ai bắt cái trứng mà nó bị bể á. Ba tỉnh đâu Huy không thích ăn trứng thì đưa ta ăn hồi cho. Không là bảo. Bên kiểu nhầm. Đang lên bún riêu vừa ăn đó. Thấy nóng nóng. Nóng không? Cái mì này, cái mì này. Nó là dễ, cái bánh căn này nó dễ nóng lắm. Dễ nóng. Dễ nóng. Nó là bột đó, nó giữ nóng lâu. Ăn thêm tô nữa anh. Ăn tô. Anh làm tô lên tô xe lửa. Tô này tô xe lửa chắc gấp đôi gấp ba lần tô Việt Nam. Ở bên này có tô xe tăng nữa anh. Xe lửa là còn nhỏ, còn chưa to bằng tô xe tăng. Tôi thấy nó lạnh quá. Ơi là nhiều trứng luôn. Lạnh quá. Trứng nhiều quá. Thích trứng không? Ồ, Quyên nghĩ cái này bẻ ai bẻ? Cái đó chắc cái trứng nó là bẻ. Không bắt ra. Bẻ bắt bị bẻ. Bà bóc á. Cho nên bà hết. Lòng mẹ em. Sao Quyên cận lái cái trứng của bà trợ bẻ? Má rồi mà má. Nước cá. Nước cá. Cá có rau sinh giới chẳng không? Uống riêng có rau giúp cá, rau chuỗi sinh giới. Nói chung là đúng luôn, đủ các loại rau. Đủ loại rau thơm. Mà Thư thấy có nhiều cô chú anh chị đâu có ăn được rau sinh giới đâu ha. Thư cũng, mỗi à? Thư cũng không có ăn được nhiều. Giúp cá, người ăn được người không ăn được. Lắm. Bảo với Huy không có biết uống nước rau má. Cho nên là hai đứa nó không có hai ly rau má chứ không phải ba mẹ không cho con uống. Tụi nó là chỉ có uống sữa thôi. Bảo con đi vô lấy ly sữa uống đi con. Ăn xong đi rồi lấy ly sữa uống. Đang tuổi này hai đứa đang tuổi phát triển chiều cao á, cho nên cũng khuyến khích cho tụi nó uống sữa ngày hai lần hai ly. Là hai đứa cũng lười uống sữa lắm. Thích uống nước ngọt. Thích uống nước ngọt thôi. Tại vì nó ngọt. Uống cái gì ngọt ngọt là con khoái à. Nhưng mà nhà Huy hạn chế nước ngọt. Không có nước ngọt. Sữa chả. Chả sữa. Trà sữa. Huy giờ thích trà sữa. Uống sữa nhưng mà uống trà sữa. 3 giờ cũng dùng trà sữa rồi gì nữa. Mấy hôm kêu ba uống trà sữa, ba nhất định là không uống. Nhưng mà từ hôm mà mua về anh uống, anh thấy chắc cũng ngon. Ba mua không? Tối hôm qua luôn. Tối hôm qua ba đi mua luôn. Trà sữa luôn. Ba mua cho mẹ không? Rồi uống một ly một rồi lái trên xe uống luôn phải không? Của ba phần của ba bốn thành tố ra.
về. Hôm nay ba mua bọn đi cho Huy không? Ừ. Mua thì bảo luôn ok. Sao rồi? Mà muốn uống sao rồi với mango jelly. Ok. Không, nhưng mà muốn thử đồ mới. Mẹ bắt kèm, có chút ở nhà. Như bạn này làm gì? Cái gì à? Ok, bạn muốn thoa rồi, bạn muốn thoa rồi flavor. Ngồi ngoài trời anh, trời hơi hơi mát mát chơi xe á. Rồi nghe tiếng nước hồ cá chảy đốc 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 đốc. Tưởng tượng giống như đang ở trong quán ăn nào ở bên Việt Nam á. Thấy không? Lạnh hả? Ôi, không biết kêu nó nóng quá rồi, bây giờ nó lạnh quá. Chắc mình uống nước. Nước lạnh vô nó lạnh. Trời nó đang gió gió xe xe nè. Sao bỏ uống rồi vậy? Đi lấy ly sữa, với lại lấy ra quên luôn. Rồi theo thằng hơi hơi thứng một chút xíu. Bè thân chứng em không? Nói chung là cái nhà ăn uống chỉ thịt giòn nhưng mà cái đỉnh vào trên bếp, tí xíu nữa nè, nhiều luôn. Tí nào vừa. Tí ăn được không? Em đặt tiền. Hay là để tối vậy ạ? Chạm được không? Chạm được. Con người này là con người sao cũng được. Hỏi ý kiến thì phải cho ý kiến chứ, họ sao cũng được. Trăm phần trăm. Trăm phần trăm hả? Hay là xong rồi. Xong rồi. Lâu quá. Lâu quá trời lâu à. Chắc cũng phải 3-4 tháng à. Anh hết đi không ăn trứng nữa hả? Không sao. Anh hết anh trúng cho bút trứng cho chung với nó rồi. Anh cho no cái bụng. Chú ơi cho đây. Thấy hai. Ủa, để đây nè. Ủa, ly sữa cho Bảo. Đây nè. Nó bự quá, đâu có ai cho vừa. Nhưng mà cái này là cái kiểu nhỏ nhất của mình. Đây nè, để cho mình nắng, nó ngồi xuống chơi đây. Gia đình Thư vừa mới ăn sáng xong. Hai tô bún riêu rất là ngon luôn. Rồi hai tô bánh canh. Thư cần cái trứng không ăn luôn hả? Rồi bây giờ tới giờ hai đứa nó ăn chán miệng bằng da ua. Với Bảo thì uống sữa, Huy thì uống nước lọc. Hai vợ chồng Thư bây giờ chuẩn bị ra đi làm đó cô chú anh chị. Thư dừng cái video clip ngày hôm nay tại đây ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Vợ chồng xin chào nha. Chúc cho ngày một ngày vui vẻ ha. Bye bye. Bye bye cô chú. Mình phải đi làm thôi. Xin chào cô chú. Chào cô chú. Mà mẹ